Om Namaskaya, chào bạn thân mến. Nguyễn Hiếu hiện tại thì đang có mặt ở khu vực nhà hát lớn. Trung tâm của nhà hát lớn thì đã được cách đây hơn 100 năm theo thiết kế của người Pháp, được xây dựng từ năm 1901, và nơi đây thì là một nơi rất là quan trọng cho những cái dịp biểu diễn nghệ thuật lớn tại Hà Nội. Và ngày hôm nay Nguyễn Hiếu đang hiện diện ở đây, và Nguyễn Hiếu muốn rằng bạn cũng sẽ cùng hiện diện ở đây cùng Nguyễn Hiếu để chúng ta có được chút thời gian quý báu dành cho bản thân, luyện tập yoga chánh niệm cùng Nguyễn Hiếu để chúng ta có được cơ hội dành cho chính mình dưỡng thân, dưỡng tâm và tận hưởng những cái nguồn năng lượng xung quanh chúng ta, xung quanh môi trường chúng ta đang sống. Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là chúng ta hãy gạt bỏ hết tất cả mọi những suy nghĩ lo lắng, căng thẳng của cuộc sống và hãy tập trung chánh niệm vào hơi thở của mình. Hít vào, bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng vô tận đang tràn vào trong cơ thể. Và thở ra thì bạn sẽ đẩy lùi hết tất cả mọi lo toan của cuộc sống, mọi suy nghĩ tiêu cực trong cơ thể của bạn, và bạn hãy gạt bỏ hết tất cả và hãy tập trung hiện diện tại nơi đây ngay lúc này, cho phép cơ thể của bạn luyện tập những tư thế yoga hòa mình vào dòng chảy năng lượng của hơi thở. Nếu như bạn đã sẵn sàng thì xin mời bạn hãy trải thảm và luyện tập cùng Nguyễn Hiếu. Và nhớ hãy uống nước đầy đủ trước khi luyện tập cùng Nguyễn Hiếu. Và trong quá trình luyện tập, nếu như bạn có đang khát nước thì chúng ta hãy bổ sung nước để cho cơ thể của chúng ta luôn luôn có được nguồn nước, và để chúng ta duy trì được cái sự lưu thông khí huyết trong khi luyện tập. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy luyện tập cùng Nguyễn Hiếu ngay bây giờ nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Bạn hãy điều chỉnh ở tư thế ngồi thoải mái nhất. Hai chân đan lại. Hai tay bạn đặt lên phần bụng của mình, ôm vòng quanh rốn, thả lỏng hai vai, thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng đôi lông mày. Hãy hít vào thật sâu, đẩy bụng căng phồng lên. Thở ra, bạn xẹp bụng lại, siết chặt bụng xuống. Hít vào, hãy đẩy bụng căng phồng lên. Thở ra, từ từ xẹp bụng lại. Hít vào thật sâu, phình bụng lên. Thở ra, xẹp bụng xuống. Bạn cảm nhận cái phần bụng đang sát chặt với cuộc sống. Hít vào, phình bụng lên. Thở ra, bạn hãy xẹp bụng lại. Thêm hai nhịp nữa. Hãy hít vào thật sâu và thở ra, từ từ siết chặt bụng xuống, siết sâu xuống. Sau đó bạn mở mắt, thả lỏng hai tay Shimura trên đầu gối. Chúng ta điều hòa hơi thở. Hít vào thật sâu, thở ra, từ từ tiếp tục hít vào, phình bụng lên và nín 30 giây. Tập trung vào điểm giữa chân mày, cảm nhận nguồn năng lượng đang di chuyển từ đốt sống dưới cùng lên trên đỉnh đầu, bao trùm toàn bộ cơ thể, thấm sâu vào từng tế bào. Thở ra, thở hết, xẹp bụng xuống, hít vào và từ từ thở ra. Sau đó bạn hãy mở mắt ra. Hít vào, bạn vươn hai tay lên, kéo giãn phần vai và xương sống. Thở ra, nhẹ nhàng hạ tay xuống, vòng chắp trước ngực. Thêm một nhịp nữa. Hít vào, bạn hãy vươn hai tay lên. Sau đó, bạn đan tay lại và lật ngược lòng bàn tay, duỗi thẳng cánh tay sát tai, giữ ở đây và hít thở đều. Hãy tập trung sự chú ý vào hơi thở của bạn. Hít vào, cảm nhận bụng phồng lên. Thở ra, cảm nhận bụng xẹp xuống. Từ từ hít vào, thở ra. Bạn hạ tay xuống, thả lỏng trên đầu gối. Hít vào thật sâu,
Bạn dang hai tay sang ngang vai của mình. Thở ra, bạn đẩy người qua bên phải, nghiêng người xuống, kéo khuỷu tay sát dần xuống thảm, hướng mắt nhìn lên, hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm, hãy nhớ mở rộng lòng bàn tay. Hít vào, bạn nâng tay và cơ thể lên. Thở ra, nghiêng qua bên trái, hạ dần khuỷu tay xuống, hướng mắt nhìn lên, hít thở đều. Thêm một nhịp nữa, hít vào, nâng cơ thể lên. Thở ra, từ từ nghiêng xuống, hướng mắt nhìn lên, hít thở đều. Hít vào, thở ra, xẹp sát bụng. Từ từ hít, nâng tay và cơ thể lên. Thở ra, bạn nghiêng qua bên trái, nghiêng sâu qua bên trái, hướng mắt nhìn lên. Hít vào thật sâu, bình bụng lên. Thở ra, xẹp bụng. Hít vào, và thở ra. Từ từ hít, nâng tay và cơ thể lên. Thở ra, bạn hạ tay xuống, đặt thả lỏng trên đầu gối, cảm nhận sự giãn nở của lồng ngực và toàn bộ các khối cơ trên cơ thể của bạn. Tiếp tục, chúng ta hâm nóng và đánh thức nguồn năng lượng ở dọc cột sống của mình. Hãy hít vào thật sâu, bạn kéo ngực, đẩy ngực về phía trước và cái bụng của bạn ép sát xuống phần gót chân. Thở ra, bạn hóp chặt bụng lại, cong lưng, cúi đầu, mắt nhìn vào rốn. Hít vào, đẩy bụng, đẩy ngực về trước. Thở ra, hóp chặt bụng lại, kéo lưng ra sau, mắt nhìn hõm rốn. 3. Hít vào, tiếp tục đẩy căng lồng ngực lên. Khi bạn kéo ngực về phía trước thì bạn sẽ thấy toàn bộ cái phần hông phía sau của mình đang được giãn mở. Như vậy thì cái động tác của bạn nó sẽ có cái hiệu quả được sâu hơn. Thở ra, hóp chặt bụng lại, cong lưng, mắt nhìn hõm rốn, 2 nhịp nữa. Hít vào, đẩy ngực về trước, ép chặt bụng vào gót chân. Thở ra, hóp chặt bụng, kéo lưng ra sau. Nhịp cuối cùng, hít vào thật sâu, đẩy ngực, ép bụng, bạn giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào, phình bụng lên. Thở ra, xẹp bụng. Thêm một nhịp thở nữa, hít vào, phình bụng lên. Thở ra, xẹp sát bụng xuống. Từ từ hít vào, bạn nâng cơ thể lên vị trí ban đầu. Thở ra, bạn thả lỏng cho cơ thể và hai chân. Từ từ bạn duỗi hai chân, thả lỏng thư giãn cho đôi chân của mình. Tay chống sau, bạn rung rung thả lỏng cho đầu gối, thả mềm đầu gối. Sau đó bạn lắc lư sang hai bên để thả lỏng cho cổ chân của bạn. Thả thật lỏng cho cổ chân, khép hai chân lại. Chúng ta tiếp tục thư giãn và nuôi dưỡng cho những cái nguồn năng lượng từ cái phần thắt lưng cho tới phần gót chân của chúng ta. Khép hai chân lại, kéo căng bước chân về phía trước, hai tay đặt trước phần khớp háng của bạn. Hít vào, bạn vươn hai tay lên. Thở ra, đặt tay lên phần khớp háng, vuốt trượt dài cơ thể về phía trước, kéo giãn toàn bộ phần gân theo chân và làm mềm dẻo cho đôi chân của bạn, kéo giãn dài cho xương sống. Hít vào, bạn vươn tay lên. Thở ra, tiếp tục vuốt trượt dài về phía trước. 3. Hít vào, vươn tay lên. Thở ra, tiếp tục vuốt về trước. 4. Hít, bạn vươn tay lên. Thở ra, tiếp tục vuốt vươn dài người. Nhịp cuối cùng, 5. Hít vào, bạn vươn tay lên. Thở ra, từ từ vuốt dài người về phía trước. Bạn giữ ở đây, hít thở đều. Cảm nhận bụng của bạn đang được ép sát về phía đùi. Hít vào, bụng phình lên. Thở ra, hãy hạ cơ thể nhấn sâu xuống đùi thêm một chút nữa.
Hít vào và thở ra, sau đó hít. Bạn vươn hai tay lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Bạn thả lỏng cho hai chân của bạn. Đó, đúng rồi. Sau đó bạn gập hai chân ra phía sau, mông ngồi lên gót chân với tư thế ngồi kim cương. Từ từ bạn vươn dài người về phía trước, vươn dài và vươn xa nhất có thể, vươn thật dài, thật dài, thật. Sau đó hít vào thật sâu. Bạn đẩy ngoài người về phía trước thật nhẹ nhàng, nhấn cái phần đùi, chống thẳng cánh tay, ngửa mặt nhìn lên. Thở ra, bạn chống đầu gối, hóp chặt bụng, kéo mông lùi ra sau, ép bụng vào đùi để đẩy hết tạp khí trong cơ thể, thở hết. Hai, hít vào, tiếp tục chậm rãi uyển chuyển, đưa cơ thể về phía trước, chống thẳng cánh tay, phần đùi ép sát xuống dưới sàn. Thở ra, bạn chống đầu gối, đẩy lùi mông ra sau, hướng mắt nhìn thẳng, thở hết. Khi lùi chúng ta nhớ ép khí để đẩy toàn bộ những khí độc trong phổi và làm sạch mạch máu của mình. 3. Hít vào thật sâu, đẩy cơ thể về phía trước, kéo vai, vươn ngực, hướng mắt nhìn thẳng. Thở ra, hóp bụng, kéo lưng ra sau, lùi mông, ép giãn dài vai, tay chúng ta không di chuyển, mắt nhìn thẳng. Nhịp cuối cùng, hít vào thật sâu. Bạn đẩy cơ thể về phía trước, vươn thẳng ngực, hít thở đều. Hít vào, bụng phình lên. Bạn nhớ khép hai gót chân lại. Thở ra, xẹp bụng lại. Hít vào thật sâu, phình căng bụng lên. Thở ra, xẹp sát xuống. Từ từ hít vào và thở ra, bạn lùi mông ra sau, thở hết, thở hết, thở hết, đẩy ép đùi dài mông ra sau, mắt nhìn thẳng và thở hết. Sau đó hít vào, bạn đưa cơ thể về phía trước, mở rộng đầu gối bằng vai, chống mũi chân, chống hai bàn tay. Từ từ hít vào thật sâu, thở ra, bạn luồn tay qua bên phải, hướng mắt nhìn lên, tay phải chống để nâng cơ thể, hít vào, bạn nâng cơ thể lên. Chúng ta đang xoa dịu cho toàn bộ phần lưng và phần thắt lưng của bạn. Thở ra, đưa tay trái, đưa tay phải qua bên trái, hạ vai xuống, hướng mắt nhìn lên, hít vào, chống tay nâng cơ thể lên. Thở ra, luồn tay trái qua bên phải, hướng mắt nhìn lên, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào. Bạn chống tay nâng cơ thể lên. Thở ra, luồn tay phải qua bên trái, hướng mắt nhìn lên và hít thở. Hít vào thật sâu, thở ra từ từ. Nhẹ nhàng hít vào, chống tay nâng cơ thể lên. Thở ra, bạn chống mũi chân, đẩy mông lên chữ V ngược, ép vai xuống và bạn nhón gót để làm mềm dẻo cho vùng cổ chân của bạn. Hít thở đều, cảm nhận vùng cổ chân đang được dẻo dai. Hãy nhấn sâu gót xuống và ép vai, hít vào, thở ra, kiễng gót chân, hạ đầu gối xuống, ngẩng mặt lên. Bạn nhớ kiễng gót và cảm nhận cái lòng bàn chân đang được mở ra, kéo căng. Hít vào, đẩy lên, thở ra, gập bàn chân lại. Đó, chúng ta hạ đầu gối. 3, hít vào, thở ra. Chúng ta đang mở cho toàn bộ huyệt ở bàn chân của bạn. 4, hít vào, thở ra. Nhịp cuối cùng, 5, hít vào,
thở ra. Từ từ hít và nâng cơ thể lên, thở, thả lỏng cho hai chân của bạn. Sau đó hít vào, bạn bước chân phải lên cạnh bàn tay của bên phải, bạn xoay cái gót chân của bên trái, nâng tay và cơ thể lên, mở hông căng ngang, mắt nhìn theo tay phải, hít thở đều, hướng mắt nhìn theo tay phải, hít vào, thở ra, hít vào thật sâu, thở ra từ từ, sau đó hít vào, thở ra. Bạn quay người xuống vị trí ban đầu và nhẹ nhàng rút chân phải ra sau, ép gót chân xuống, chúng ta đổi bên, hít, bước chân trái lên cạnh bàn tay trái, hạ gót chân phải, nâng tay và cơ thể, mở tay sang ngang, mắt nhìn theo tay trái, hít thở đều, hít vào, thở ra, hít vào thật sâu, thở ra từ từ, tiếp tục hít vào và thở ra. Bạn hạ bàn tay xuống cạnh bàn chân và rút chân trái ra sau, hạ gót chân điều hòa hơi thở, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, nhẹ nhàng. Bạn di chuyển hai chân về phía dần phía hai tay của bạn, dần phía hai tay, hai chân chạm sát lại với nhau, đẩy mông ra sau, trùng gối sát cho đầu gối, và cái cổ chân của chúng ta không đổ quá nhiều về phía trước, nó sẽ thẳng với bàn chân. Vươn hai tay lên, cánh tay thẳng sát tai, bạn giữ ở đây, hít thở đều, mở rộng và bám chắc các ngón chân xuống sàn. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, bạn nâng tay và cơ thể lên, nâng tay và cơ thể, thở ra. Bạn nghiêng mình qua bên phải, hướng mắt nhìn lên, nghiêng thật sâu xuống, hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra. Từ từ bạn nghiêng qua bên trái, hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra. Bạn nghiêng qua bên phải, nghiêng sâu sang phải, hít, nâng cơ thể lên, thở ra. Bạn nghiêng qua bên trái và từ từ hít vào. Bạn nâng cơ thể lên, thở ra. Bạn hạ tay xuống, thả lỏng. Bạn hãy mở rộng hai chân bằng vai, chúng ta điều hòa hơi thở. Hít vào thật sâu, phình bụng lên, thở ra, xẹp bụng. Hít vào, phình căng bụng lên, thở ra, xẹp sát xuống, xẹp sâu xuống, thở hết, nhẹ nhàng. Bạn mở mắt ra, bạn mở mắt, đúng rồi, khép hai chân lại. Chúng ta tiếp tục với động tác giữ thăng bằng một chân để nuôi dưỡng cho hệ thần kinh và nuôi dưỡng cho trí nhớ của bạn. Hãy khép hai chân sát lại với nhau, hai chân khép sát lại, đó, các ngón chân hướng thẳng, mở rộng ngón chân xuống dưới sàn, hít vào sâu, bạn nâng chân phải lên, đó, hai tay ôm lấy lòng bàn chân của bên phải, từ từ bạn duỗi thẳng chân, mắt nhìn về phía trước, bạn hít thở đều 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. Bạn hạ chân xuống vị trí ban đầu. Tiếp tục, chúng ta đổi bên. Hít, bạn co chân trái lên, hai tay ôm vòng quanh chân, từ từ duỗi thẳng chân, mắt nhìn thẳng, và bạn giữ ở đây, hít thở đều 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ, bạn hạ chân xuống, thả lỏng, và bạn hãy thư giãn, thả lỏng cho chân của bạn. Thả lỏng cho cái phần đầu gối của bạn. Đó, bạn sẽ thấy toàn bộ vùng chân đang được giải tỏa, và lồng ngực lúc này của bạn đang được mở ra. Và hãy tận hưởng cơ thể của bạn đang được mở rộng để đón nhận nguồn năng lượng xung quanh tràn vào trong cơ thể của chúng ta. Hít vào,
phình bụng lên, thở ra, xẹp bụng lại. Từ từ hít, bạn kiễng hai chân lên, nâng tay ngang vai, thở ra, bạn nhẹ nhàng trùng gối xuống và hạ cơ thể, bạn nằm xuống, bạn nằm xuống. Hai tay của bạn xuôi theo thân, khép hai chân sát lại, khép hai chân sát lại. Hít vào, bạn nâng cơ thể lên, cách mặt sàn khoảng 45 độ, lòng bàn tay mở rộng hướng vào nhau. Thở ra, nhẹ nhàng bạn hạ xuống. Chúng ta đang xoa bóp cho nội tạng của bạn. Hai, hít vào, tiếp tục nâng cơ thể lên 45 độ so với mặt sàn. Cảm nhận toàn bộ vùng bụng đang được nóng ran lên. Thở ra, hạ xuống. Ba, hít vào, tiếp tục nâng cơ thể. Thở ra, hạ xuống. Bốn, hít vào thật sâu, nâng cơ thể lên. Thở ra, hạ xuống. Nhịp cuối cùng, 5, hít vào, nâng lên. Và bạn giữ ở đây 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, từ từ hạ xuống, mở rộng hai chân, hai tay ôm vòng quanh rốn, chúng ta điều hòa hơi thở. Hít vào, bụng phồng lên, thở ra, xẹp bụng lại, hít, phình căng bụng lên, thở ra, xẹp sát xuống. Nhịp cuối cùng, hít vào thật sâu, phình bụng lên, thở ra, xẹp bụng lại, xẹp sát xuống và thở hết, thở hết. Sau đó, từ từ, bạn co hai chân lại, co hai chân lại, hai tay của bạn mở sang ngang, úp lòng bàn tay xuống. Hít, bạn nâng hai chân lên, cẳng chân song song với mặt sàn. Thở ra, bạn vặn qua bên phải, chân không chạm sàn và hạ thấp nhất có thể, nhấn chặt hai vai xuống sàn. Hít vào, nâng chân lên. Thở ra, tiếp tục vặn qua bên trái. Hít, bạn nâng chân lên. Thở ra, bạn vặn qua bên phải. Hít vào, bạn nâng chân lên. Thở, tiếp tục bạn vặn qua bên trái. Hít, nâng chân lên. Thở, bạn vặn qua phải. Và bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng chân lên. Thở ra, vặn qua bên trái. Mắt nhìn qua phải, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, bạn nâng chân lên và thở ra, bạn hạ chân xuống, thả lỏng hai chân, hai tay ôm vòng quanh đầu gối. Bạn bập bênh massage cho cột sống của bạn. Hít thở đều khi bập bênh. Hít vào thật sâu, thở ra từ từ. Sau đó nhẹ nhàng bạn hạ cơ thể xuống, hạ cơ thể, hai tay úp xuống dưới sàn. Bạn nâng thẳng hai chân lên, nâng thẳng hai chân, kéo căng gót chân hướng lên. Hít vào, thở ra, từ từ bạn mở hai chân sang hai bên, tiếp tục kéo giãn và mở rộng kích thích cho xương chậu của chúng ta. Hít vào, khép hai chân lại. Thở, bạn mở chân sang hai bên. Hít, thu chân lại. Thở, bạn mở chân sang hai bên. Hít vào, thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào, bạn khép chân lại. Thở ra, từ từ bạn mở chân sang hai bên. Bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1.
Từ từ hít vào, bạn khép chân lại và thở ra. Bạn hạ chân xuống, hai tay ôm vòng quanh rốn, chúng ta điều hòa hơi thở. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Hít, bụng phình lên, thở ra xẹp bụng xuống. Sau đó, bạn khép hai tay xuôi theo thân, hai chân khép sát lại, hít vào, bạn nâng thẳng hai chân lên và thở ra, kéo hai chân sát về phía ngực của bạn. Bạn tiếp tục giữ ở đây, hít thở đều, nâng đầu lên để chúng ta hỗ trợ đẩy khí thoát ra khỏi cơ thể và giúp chúng ta hấp thụ nguồn dinh dưỡng, nguồn năng lượng tối ưu nhất. Giữ hít thở đều. Cảm nhận toàn bộ vùng lưng và hai chân đang được giãn ra. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ thở ra, hạ phần lưng, hạ mông, hạ chân xuống, thả lỏng. Điều hòa hơi thở nào. Hít vào và thở ra, bạn siết chặt bụng xuống. Tập trung hơi thở vào vùng thắt lưng. Thêm một nhịp nữa, hãy hít vào, co chân lên. Bật chân và kéo trán chân sát lại với nhau. Hít thở đều. Bạn giữ ở đây 30 giây. Đừng quên hít thật sâu bằng bụng và thở ra bằng mũi thật chậm. 10 giây nữa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ thở ra. Bạn hạ cơ thể xuống. Hạ cơ thể xuống, mở rộng hai chân sang hai bên, hai tay ôm vòng quanh rốn. Chúng ta kết thúc bài tập với bài tập thở 3 phần, tăng năng lượng cho cơ thể, tăng tuần hoàn khí huyết, điều chỉnh cân bằng huyết áp và thư giãn cho trái tim của bạn. Hãy hít vào, phình bụng, thở ra, xẹp bụng. Hít vào thật sâu, phình căng bụng lên, thở ra, xẹp sát xuống. Hít vào, thở ra. Cảm nhận sự thư giãn, đang thư giãn cho đôi chân của bạn, thư giãn cho bàn chân, ngón chân, đầu gối, bắp đùi. Sau đó, di chuyển lên mông, bụng và các cơ quan nội tạng. Mạch máu, các cơ quan nội tiết đều được mở ra. Tất cả các tạp chất trong cơ thể được đẩy lùi và thư giãn. Hít vào sâu. Để đưa nguồn năng lượng và làn sóng thư giãn đến các đầu ngón tay, bàn tay, cổ tay, cánh tay, rồi chuyển lên hai vai. Hãy dùng trái tim chuyển sự an lành qua từng hơi thở. Các cơ bên trong cơ thể đang thư giãn, bộ não đang thư giãn, các tế bào khắp trên cơ thể đang sáng dần lên. Cảm giác cơ thể thật nhẹ nhàng, mềm, thanh khiết và hoàn toàn thư giãn, thư giãn, thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể,
nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, nghiêng đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, đưa đầu về trung tâm, bạn khép chân lại, hít vào, vươn hai tay lên, kéo giãn vai và sự sống, từ từ, bạn nâng cơ thể ngồi dậy. Bạn cảm thấy thế nào sau bài tập vừa rồi? Cơ thể rất là nhẹ nhõm, thanh thoát và dễ chịu đúng không? Với bài tập này thì sẽ hướng sự chú ý cho bạn toàn tâm, toàn sức, tập trung vào từng động tác, tập trung vào từng cái sự uyển chuyển của động tác. Dần dần bạn sẽ thấy cơ thể của mình trở nên linh hoạt hơn và trí óc cũng trở nên nhẹ nhõm và thư thái hơn. Nguyễn Hiếu cảm ơn bạn đã theo dõi và luyện tập video cùng Nguyễn Hiếu. Bạn nhớ hãy like và đăng ký kênh của Nguyễn Hiếu để tiếp tục đón nhận những bài tập tiếp theo hàng ngày của Nguyễn Hiếu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những bài tập tiếp theo. Om Namaste.